Hello, xin chào các bạn, chào mừng đến với đồ chơi di động.com. Và trong video clip này thì chúng ta sẽ xem sơ qua cái ốp lưng dành cho chiếc Galaxy Z Fold 2. Đây là cái ốp lưng dạng lưng vân da như các bạn, lưng vân da như thế này. Đây là mặt sau ha. Còn phía đây là một cái thêm cạnh, một cái ốp phía mặt trước nữa. Thì đây là nó bằng nhựa cứng mà polycarbonate, có độ đàn hồi cũng rất là tốt, và tất cả những cái cạnh nó được mài rất là ngọt tay nha các bạn. Đó. Và gắn cũng dễ. Đây. Đây chúng ta sẽ có ba màu, đó là màu nâu nè, đó, màu xanh đậm với lại màu đen như thế này. Đấy. Thì nguyên cọc nó sẽ như thế này, chúng ta ốp vào hai mặt trên dưới của cái Fold 2 của chúng ta. Đó. Các bạn thân mến, phần giới thiệu chiếc ốp lưng dành cho chiếc Galaxy Z Fold 2 đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip khác của đồ chơi di động.com.